Họ chụp hình thì quay phim. Đây là có sự hiện diện của My hả? Mỹ. Mỹ là cũng ở Mỹ mà ở Hải Phòng luôn. Rồi chị Dương Châu, rồi Linh. Hôm nay là mấy chị em tới Hải Phòng. Có sự tiếp lần đầu tiên đến Hải Phòng. Có một người Hải Phòng ra đó, xuất xứ một người. À, Linh là ở đâu?